Xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa nay mình quay cho anh em xem một số mẫu tàu cá của Ninh Chữ nha anh em. Tàu cá lưới rút đêm của Ninh Chữ rất đẹp anh em ơi. Rất đẹp, rất sắc bén. Mấy tàu cá này dài tầm 20 mấy mét không nha anh em. Mẫu ghe gỗ rất là đẹp. Đó, những anh em nào đam mê tàu thuyền, các cái mẫu tàu thuyền dạng lớn thì vô xem video nha anh em. Bữa nay khu vực của Bình đang neo đậu đây rất là nhiều tàu cá lưới rút. Mình sẽ quay một số tàu cá khu vực gần quanh mình cho anh em xem. Mẫu ghe anh em thấy là ghe của Ninh Chữ anh em. Ghe rất là đẹp, sơn màu xanh lá cây mà đậm. Đây cũng là một mẫu tàu cá của Ninh Chữ nè anh em. Thì anh em thấy cái mẫu tàu cá của Ninh Chữ giống như mình nói lúc nào ở trên ghe, các cái người lưới rút của họ từ trụ cảo ra tới cabin họ hay bắt cái dàn hàng hải. Với lại họ hay sử dụng cái mẫu cabin lúc trước là như thế này nè anh em. Một tầng bên dưới còn tầng trên là dành cho anh thuyền trưởng là cái lồng cu, gọi là cabin cổ anh em. Nhưng mà sau này những cái mẫu tàu đời mới khoảng tầm 4 năm trở lại đây thì một số anh em Ninh Chữ và anh em Mỹ Tân thì họ đóng lại cái mẫu cabin 2 tầng rất là đẹp. Tầng dưới cũng rơm cao và tầng trên là cũng một tầng cabin tiếp theo luôn, chứ họ không có sử dụng cái mẫu cabin cổ giống như những cái mẫu ghe khoảng tầm 5-7 năm đổ về trước. Hai tầng cabin sau này mình thấy thiết kế như vậy nhìn nó đẹp hơn. Như ghe Ninh Chữ này anh em xem là cái tầng cabin nhìn nó hơi thấp, như là cái mẫu cabin cổ ở trên tầng 2 nhìn nó không có sang. Đó, anh em thấy chiếc ghe hai bổ giường đen này rất là bự đẹp. Nhìn hai cái bổ giường sau sơn màu đỏ nhìn đầm cứng ghê. Thì nói chung những anh em nào mà đam mê tàu thuyền, mà những anh em mà làm cái nghề lưới rút á, thì xem những con tàu này là nhìn thì thích thú lắm. À, mình cố gắng mình quay những cái video về tàu cá lưới rút dạng lớn cho anh em xem. Cùng với đó thì thỉnh thoảng mình cũng quay về cái cuộc sống con người, những cái video về những cái con tàu cá nhỏ, những cái người mưu sinh. Bởi vì mình rất là tâm đắc khi quay những cái tàu cá dạng nhỏ, mặc dù là anh em vô xem video nó cũng rất là ít, nhưng mà nói chung những ai mà đã từng, nói chung là những anh em mà làm tới cái nghề lưới rút mà to lớn cỡ tầm này ấy, thì đều xuất phát trước kia những anh em đều là những cái người làm từ những cái nghề, những cái câu rơ nè, những cái nghề lưới hai nè, những cái con thuyền nhỏ, hoặc thậm chí tới những con thuyền thúng đó, anh em. Cho nên là nếu như thật sự những anh em mà người làm biển mà ở những cái thập niên trước á, thì quay những cái video về những con tàu nhỏ, những cái chiếc thuyền nan hay là những chiếc thuyền thúng thả câu rơ thì anh em rất là nhiều cảm xúc. Còn những quý anh chị bạn mà trẻ ở cái thời điểm hiện giờ mà khi bước chân vào cái nghề đầu tiên anh em đi nghề lưới rút á, thì anh em thích xem những cái con tàu to lớn như thế này mình quay hơn. Thì thật sự thì mình cũng cố gắng mình quay những cái con tàu lưới rút và những cái con tàu to lớn cho anh em xem. Cùng với đó là mình quay những cái video về cuộc sống con người, những cái phận đời mưu sinh bây giờ cũng còn xuất phát những cái người nhỏ bé. Cho nên là mình cũng hy vọng anh em sẽ vào xem và ủng hộ những cái video rất là chân thật của mình. Anh em xem mẫu tàu của Ninh Chữ này. Ở Ninh Chữ thì mình thấy là có khoảng tầm 2 đến 3 chiếc sơn cái màu đen nâu như thế này nè anh em. Đen nâu mà sơn hai bổ giường đỏ thì nhìn rất là cứng, nhìn chiếc ghe nó đầm chắc nụi à. Anh em nào mà làm nghề biển mà nói chung là người mà cập nghề mà trải qua nhiều cái nghề từ cái nghề nhỏ thì ai cũng có những cái ước mơ mà sau này mình cũng sở hữu những cái con thuyền mà to lớn như thế này để cùng khám phá, cùng đánh bắt và chinh phục đại dương.
Thì làm biển mà như thời điểm hiện giờ á, mà những anh em nào làm những con thuyền to lớn như thế này á, còn gọi là dạng đỉnh, gọi là thành công rồi đó anh em. Còn chúng ta ra ngồi biển, chúng ta đánh bắt, chúng ta thu nhập được bao nhiêu, thì cái điều đó, cái gọi là cái sự may mắn, cộng thêm một phần là cái duyên số thôi. Đó, mình quay có một cái chiếc thuyền nhỏ chạy ngang qua, thì ở Ninh Chữ họ đánh bắt cái nghề lưới rút của họ là có thêm khoảng tầm 3 đến 4 chiếc ghe con. Ví dụ như những con tàu gỗ to lớn cỡ tầm này thì 3 4 chiếc ghe con đó là nó có cái gọi là cái nhiệm vụ là đi dò cá anh em, cũng đi dò cá phụ. Và nếu như ghe lớn trong đèn thì họ cũng trông và cùng nhau tìm cá. Nó khác với cái tàu cá ở Bình Định chứ tàu cá ở Phú Yên của mình thì chỉ có chiếc ghe lưới rút thì nó có cái nhiệm vụ là đi trông đèn và đi nhiệm vụ là đi tìm cá thôi. Còn ở Ninh Chữ thì họ Ninh Chữ và cái vùng Mỹ Tân cũng vậy, thì họ có những cái chiếc thuyền con để hỗ trợ trong cái việc mà tìm cá và tìm ra dấu cá. Đây có một chiếc thuyền của Bình Định chạy ngang qua nè anh em, cũng là cái tàu cá lưới rút luôn. Mình đang ở cái vùng biển Phan Thiết nha anh em, mình đang ở cái vùng biển Phan Thiết. Thì bữa giờ thì mình ở cái khu vực Phan Thiết này rất là nhiều, đánh bắt ở cái khu vực này và con cá nục điếu anh em, cá nục điếu 5 ngón á. Thì mình có quay những cái video về những cái nhà dầu, những cái con tàu dầu đang khai thác tại cái khu vực của biển Phan Thiết á. Mình sẽ đăng cái video đó cho anh em xem, là để anh em biết là mình đang khai thác tại cái tọa độ này ha. Đó, thì trước kia anh em, trước kia khoảng tầm 3-4 năm trở về trước, thì những anh em ở cái khu vực Mỹ Tân, Ninh Chữ á, thì họ hay khai thác những cái vùng đánh bắt ở tầm gần. Nói chung là họ ít đi xa so với những anh em Phú Yên và Bình Định. Thì tuy nhiên những năm gần đây thì những anh em Ninh Chữ và Mỹ Tân thì họ cũng đi đánh bắt những cái vùng rất là khơi xa, ví dụ xuống tới cái vùng Phan Thiết, cái vùng dưới đảo, thì họ cũng đánh bắt chung với cái đoàn lưới rút của mấy anh em Phú Yên và Bình Định luôn. Sở dĩ trước kia họ không có đi đánh bắt ở những cái vùng sâu xuống dưới cái vùng Phan Thiết hay là lên trên các cái vùng biển Phú Yên hoặc là Quy Nhơn, bởi vì anh em biết là cái vùng biển Cà Ná á, là một cái nó được cái sự ưu đãi của thiên nhiên, là cái con cá nó về tại cái khu vực mũi Cà Ná trở lên tới cái vùng biển của Mỹ Tân đá dách của Cam Ranh á, thì rất là nhiều. Cho nên là họ từ nhỏ họ đã làm biển tại cái khu vực này rồi, cho nên là họ có rất là nhiều kinh nghiệm để đánh bắt cái con cá ở các cái vùng biển mà dọc quanh cái khu vực của họ sinh sống. Và đặc biệt hàng năm á, là con cá nó về tại cái vùng biển của họ rất là nhiều. Cho nên là tại cái thời điểm đó, tại cái điểm của họ là họ đã đánh bắt cái số lượng mà gọi là đáng cỡ, cái số lượng mà gọi là đáng phục rồi. Cho nên là họ ít khi mà đi tìm những cái luồng cá mới, những cái luồng cá xa giống như những anh em đánh bắt ở cái vùng Phú Yên và Bình Định. Ví dụ như đặc biệt là cái vùng Phú Yên mình, khi mà mở biển ra đi biển á, thì mình chạy một mạch một lèo xuống tới Ninh Chữ nè, hoặc là xuống tới Cà Ná, hoặc là đi xuống tới đảo luôn. Ít khi mà canh biển nhà anh em. Cái vùng biển nhà ở Phú Yên của mình đặc thù về cái con cá nó ít khi về hơn. Thỉnh thoảng có 1-2 tháng biển thì anh em cũng đánh bắt ở những cái vùng biển gần nhà. Nhưng mà đa phần những anh em Bình Định và anh em Phú Yên đánh bắt ở cái vùng khơi xa. Đó, cho nên là chính vì đánh bắt ở những cái vùng khơi xa cho nên là mình sẽ có cơ hội để quay lại rất là nhiều video, rất là nhiều tàu cá ở các cái vùng khác nhau cho anh em xem. Mình đang quay cho anh em xem một cái mẫu tàu cá này, là tàu cá này là tàu cá của Mỹ Tân nha anh em. Tàu cá của Mỹ Tân, tàu cá này bằng nhựa nhưng mà đóng theo cái mẫu giống như tàu gỗ vậy, rất là đẹp anh em ơi, làm nghề lưới rút đêm luôn.
những cái video trước mình có nói thì những cái tàu cá ở Ninh Chữ với là Mỹ Tân ấy, thì mấy anh em hay xài bóng điện điện máng anh em, thậm chí đến những con tàu người ta vẫn xài cái nguồn điện đó. Đặc thù ở cái vùng biển này thì cái nguồn điện đó có thể là nó đạt, cho nên nó phù hợp, cho nên là anh em ở làm ở cái vùng biển này họ hay sử dụng. Đó, bữa nay mình quay những con tàu rất là to, rất là đẹp để cho anh em xem, vào xem những video nó hơi hấp dẫn tí xíu, cho dành cho những anh em đam mê những cái nghề lưới rút những con thuyền to bự.